Xin chào tất cả các anh chị nhé. Trong cái video ngày hôm nay, Linh Chú Vũ xin gửi đến chị, review chị tới tất cả mọi người một cái vườn đai châu lớn nhất Việt Nam. Theo như bác chủ vườn nói thì tổng diện tích vườn nó rơi vào 3 hecta, hơn 3 hecta. Về số liệu số sách là 3 hecta, nhưng mà thực tế đây là diện tích đồi mà, đó là hơn 3 hecta. Rồi, xin mời các anh chị cùng đi xem nhé. Còn cái kia là diện tích nhà màng. Nhà màng này thì nó rơi vào là 2.000 m². Bên trong đó thì ta sẽ review sau. Đấy, xin mời anh chị đi tham quan nhé. Đó, đây là các cái lũa. Đấy, bác chủ và bác lấy về để bác này ghép lên trụ. Đây là một ít các bên này. Đấy, mình sẽ đi cái mạng bên này trước, còn tí nữa mình sẽ đi cái mạng bên này. Bây giờ ta sẽ đi cái mạng bên này trước anh chị nhé, để xem là các chủ lũa bác chủ vườn bác ghép như thế nào. Đấy, thế thì đây là các cái chủ lũa này. Thế thì hỏi bác chủ vườn thì tại sao mà lại không có đổ bê tông luôn, tại thời bác chỉ chèn thôi. Đấy, thì lý do là nếu mà đổ bê tông ngay thì chậu sẽ bị nứt. Tí nữa mình sẽ đưa ra một số cái hiện tượng bị nứt chậu để các chị xem. Lũa đây, đang chờ ghép đây. Toàn bộ đây là lan thái các chị. Đó, các trụ này thì tuổi đời của nó từ lúc ghép đến thời điểm bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 2 năm rồi. Còn các trụ lũa này thì là trụ lũa mới ghép các chị. Lũa này mới ghép này. Đó. Đó. Đây là hệ thống trụ đứng. Đây là một ít thôi. Cái mạng bên kia mới là nhiều trụ đứng. Cái này mới 2 năm tuổi thôi anh chị. Đó, mời chị đi xem bên này nhé. Để mà đi được hết cái vườn này thì chắc là các anh chị sẽ cùng với Linh Chí Vũ đi mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và đây là đàn kiếm. Đây chỉ ở Huế với Vàng Tây Ninh. Chí Vị. Đây thì mới thôi. Từ một cây đó mà bác nhân ra đó. Mỗi thứ có một cây giống thôi. Vì bác chuyên về trâu chứ bác không chuyên về kiếm. Kiếm này chỉ là quan gì vào để trồng vậy thôi, chứ cũng chưa có, cũng không có bán, chưa có bán lần nào. Theo như thì bác chủ chia sẻ. Đấy, thì đây các trụ. Trụ này thì mới ghép được mấy tháng và ghép cây to. Đấy, cái trụ như này thì 2 năm này. Đó. Đây. Chị thấy bạt ngàn không? Mượt chưa? Cái này là mới ghép. Cái này theo lời bác chủ nói là mới ghép thôi. Mới ghép được 2 tháng. Và ghép cây to, ghép lên trụ. Đó. Toàn bộ đây là trụ hết các anh chị, trụ đứng hết nhỉ. Đó. Cái nhà màng mạng dưới kia thì ta sẽ xem vào trong cái video tiếp theo của chị nha. Video tiếp theo sẽ lên cái nhà màng, ta khám phá nhà màng đó. Còn đây là hệ thống cây ghép trụ, ghép lũa. Đó, lũa này thì toàn trụ to, toàn lũa to thưa anh chị.
cái này ghép thì phải mất ít nhất 1 năm mới đẹp được. Phải chấm tỉa tót rồi nắn chỉnh. Đó. Đây là vườn ở Đồng Nai các anh chị nhé. Vườn này ở Đồng Nai. Đó chị thấy trụ. Trụ to. Toàn bộ ghép lũ hết rồi các anh chị. Nếu tính số lượng cây ở trong vườn thì đếm đầu ngọn thì nó rơi vào tầm 30.000 vạn cây. Đây là cái cây bóc ra. Bóc ra để xuất đi, vừa xuất đi cũng như vừa để ghép lũa đó chị. Cái mạn bên kia thì qua mới ghép cơ. Mạn bên kia trên kia cơ. Lát nữa mình sẽ đi lên trên đó. Đây là các cái cây này cũng bóc ra xuất đây. Nó, cây này cây gì mà nó đỏ ghê. Cây này sau khi xem pháo. Cái con nó đẹp ha. Đó. Còn à, bên dưới kia, bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái hệ thống giò treo các anh chị. Cát. Cát bây giờ bác chủ vườn mới đang trồng cát. Cát đấy, còn đây cái giống đấy, tại thời điểm bây giờ là đang thu hoạch hết rồi đấy, chưa có vào giống mới, chưa bằng thời điểm bằng giờ năm ngoái đâu. Một vườn kín anh chị, kín bưng luôn, một vườn kín bưng. Đó, đây khai thác hết rồi, chưa có trồng lại mới này. Đây đây có bụi rất là to, đây nguyên một bụi này. Cái mẹ nó đây này. Đó. Đây, còn đây là cái sạp. Đấy, họ sẽ trồng như này các anh chị nhá. Trồng như này, trồng từ nhỏ này. Xong nó lớn lên là sẽ bóc ra để gửi đến chị là bán hàng bóc đó. Hàng bóc gọi là hàng bóc trụ đó. Chính là cái dòng này đây. Rồi trên chậu là tí nữa nha, tí nữa. Ta sẽ đi vào trong trên chậu. Cây to, cây nhỏ. Lại bóc đây. Dòng này là phục vụ chị hàng bóc đây. Đó, này là bóc lên, là bán hàng bóc. Toàn bộ cái dãy bên này. Đó, toàn bộ đó là hàng bóc trụ đó các anh chị, dùng để bóc trụ đó. Rồi, xin mời anh chị chúng ta đi tiếp. Rồi, do là cái lượng thời gian di chuyển từ vùng nọ chỗ khu nọ sang chỗ kia nó mất thời gian, nên là mình sẽ ngắt cái video. Còn đây giới thiệu chị khu này là phục vụ anh chị về làm giò treo nhá. Đấy, các cái giò treo này thì họ đã làm sẵn rồi, về chúng ta chỉ việc treo lên thôi. Đó, đây là giò treo. À, các chị nhìn những cây đó rất là to. À, như các cây như này thì bác chủ vườn đã trồng là cách đây 5 năm về trước rồi. Đó. To đẹp quá, cây rất là khổng khủng, phải bị cháy nắng này.
Cái này phải che nắng tiếp thôi to. Đó, vì vườn nó rộng này, kiểm soát nó không thể hết được. 10 người công nhân làm quanh năm suốt tháng. Đó, tuyệt vời không ạ? Đó, những cây vip vip như vậy đó, đó ấy. Đó. Đẹp quá. Chà, quá đẹp. Đúng. Có chị thấy giò này đẹp, đẹp không? Chà chà chà. Nó đẹp ghê á. Wow, trời. Giỏ, quá đẹp. Đây các anh chị. Đó. Các anh chị thấy không? Quá đẹp. Thì thấy đẹp không ạ? Quá đẹp. Chà, cây bỏ ngang nè. Ở chân đẻ rất nhiều cây con anh chị. Một mẹ một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. 56 con gì đó. Đẹp quá, quá đẹp, quá tuyệt vời. Anh chị mà vào trong này, các anh chị cảm giác là các anh chị không muốn về luôn. Đó, những cây nó như vậy đó. Quá tuyệt vời. Những cây quá khổng lồ. Quá đẹp đúng không ạ? Ôi trời. Cây này đẹp quá. Úi chà chà. Cây này chơi thân thủ thì tuyệt vời. Rồi, hẹn các anh chị vào trong cái video tiếp theo nhé. Mời anh chị theo dõi, ấn kênh theo dõi. À, Linh Vũ sẽ up tiếp các cái video về các cây khủng ở cái vườn này để chị xem, tham khảo cho vui. Anh chị sẽ được tận mắt chị nhìn thấy những cái cây to, siêu to khổng lồ trong một cái vườn quy mô quá lớn, lớn nhất Việt Nam các anh chị.